rất cảm ơn sự kiên nhẫn chờ đợi của quý vị, và giây phút chờ đợi đã tới rồi. Mời can. Sau đây là tên của các em đã đọc giải nói giỏi tiếng Việt. 1. Lứa tuổi 5-6, em đọc hạng 3 là em Nguyễn Anh Trâm. Nguyễn Anh Trâm số danh A16. Xin mời quý vị phụ huynh đưa con em lên sân khấu ạ. Em đọc hạng nhì là em Nguyễn Kenneth, số báo danh A06. Và em hạng nhất của lứa tuổi 5-6 là em Đinh Ngọc Khánh Hằng. Em Đinh Ngọc Khánh Hằng mang số báo danh A02. Và sau đây là những em đoạt giải thưởng trong cuộc thi nói giỏi tiếng Việt lứa tuổi 79. Em hạng 3 Nguyễn Samson, số danh B17. Hạng nhì là em Đặng Hòa Trúc Vi, số danh B02. Và em đoạt hạng nhất là em Hoàng Trâm Anh, mang số danh B03. Và sau đây là những em đoạt giải lứa tuổi 10-12. Hạng 3 là em Nguyễn Amanda, số báo danh C03. Hạng nhì là em Huỳnh Ryan, số báo danh C02. Và em đoạt hạng nhất là em Hoàng Thu Emily, số báo danh C01. Đây là những em đã đọc giải trẻ em nói giỏi tiếng Việt. Xin mời thầy Huỳnh Ngọc Ẩn lên trao quà cho các em. Nhờ Hạp lên bưng quà dùng cho thầy Ẩn. Em Emily đó.